Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn tỉnh. Hàng năm có tới hơn 1.700 bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện có tình trạng suy thận mạn tính. Trong đó có rất nhiều trường hợp bệnh đã ở giai đoạn cuối cần lọc máu nhân tạo. Với bình quân hơn 21.000 lượt chạy thận một năm, nhu cầu được thay thận của các bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói riêng, trên địa bàn tỉnh và trong khu vực là rất lớn. Nhận thấy tầm quan trọng của triển khai kỹ thuật ghép thận, ngày 21 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 4211 về việc ban hành đề án xây dựng phát triển y tế kỹ thuật cao để thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2015-2020 và ưu tiên triển khai kỹ thuật ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau 5 năm tích cực đào tạo nhân lực, nâng cấp cơ sở hạ tầng, Bộ Y tế đã có quyết định công nhận Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não. Sau khi được Bộ Y tế ra quyết định công nhận, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành ca ghép thận đầu tiên thành công. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Y tế bày tỏ mong muốn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không ngừng nỗ lực phát triển chuyên môn kỹ thuật, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, sớm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt của vùng Bắc Trung Bộ.